giúp tỷ phú vượng đánh bóng vinfast người giàu nhất việt nam phạm nhật vượng lại vừa có thêm cái nhất nữa khi trở thành hãng xe hơi việt nam có màn ra mắt ấn tượng nhất ở triển lãm ô tô mang tên paris motor show mặc dù còn có nhiều tranh cãi về chuyện liệu ông vượng có treo đầu dê bán thịt chó hay không khả năng quảng cáo cho một sản phẩm còn đang được định hình của vinfast là không tồi chút nào Họ mời được danh thủ nổi tiếng thế giới David Beckham tới giới thiệu hai mẫu xe sedan và SUV, cũng như quy tụ được đông đảo báo giới trong buổi ra mắt. Thêm nữa, VinFast cũng đoạt luôn giải ngôi sao mới do Autobest tổ chức bình chọn xe tốt nhất châu Âu hàng năm với đại diện đến từ 27 quốc gia của châu lục này. Ngôi sao mới cũng là giải mới tinh mà VinFast là hãng đầu tiên được trao giải này. Vậy, ai góp phần vào những thành công về mặt truyền thông cho VinFast? Câu trả lời đầu tiên là đó không phải là một hãng Việt Nam tỷ phú vượng đã chọn một công ty chuyên về truyền thông và tổ chức sự kiện của Anh. Công ty mang tên BFPR Communication có trụ sở ở Hạt Ken, đây là công ty nổi tiếng với danh sách khách hàng bao gồm cả BMW, Mazda, Honda, Mini và Rolls-Royce. PFPR thông báo trên Twitter hôm 30 tháng 8 rằng khi đó họ đưa một đoàn nhà báo tới thăm nhà máy của VinFast bằng trực thăng. Họ cũng đăng cả video trực thăng đáp xuống nhà máy ở Hải Phòng. Cũng phải nói rằng khu nhà máy với tổng diện tích 335 ha của VinFast đang được đem ra so sánh với nhà máy chỉ với diện tích hơn 20 ha của Toyota Việt Nam. Hàng đã sản xuất xe ở Vĩnh Phúc từ 22 năm qua với tỷ lệ nội địa hóa lên tới gần vài chục phần trăm. Họ nói ông Vượng lườm cơm gắp thịt, nói là nhà máy ô tô đấy nhưng tiện thể cũng gom càng nhiều đất về tay tập đoàn Vingroup của ông càng tốt. Người ta cũng dẫn lại chuyện các báo Việt Nam đã phải sửa các bài, trong đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chất vấn ai bật đèn xanh cho xây nhà trên 50 tầng ở khu triển lãm giảng võ, vì nó chính là dự án có ông Vượng tham gia, nhưng cũng có ý kiến nói khu đất hơn 300 ha ở Hải Phòng là sinh lầy bao nhiêu năm nay chẳng ai để mắt tới vì phải mất rất nhiều công và của để bồi đắp. Trở lại với PFPR, hãng kết thúc chuyến thăm VinFast hôm 31 tháng 8 và tới hôm mùng 2 tháng 10, viết trên Twitter. Tự hào khi đội PFPR giúp giới thiệu hai mẫu xe mới của VinFast, nhà sản xuất xe hơi chính ngạch đầu tiên của Việt Nam tại Paris Motor Show sự tham gia của pfpr lý giải cho mức độ chuyên nghiệp tương đối của cách vinfast ra mắt mô hình xe ở paris và sự xuất hiện của david beckham cựu danh thủ cũng được trả đủ thù lao và hoàn thành nhiệm vụ khi thốt lên những từ đẹp quá và vinfast là điều kỳ diệu khá tự nhiên trước khi nhận lấy lá cờ từ tay hoa hậu trần tiểu vi bức ảnh mà Beckham chụp cạnh xe của VinFast mà anh chia sẻ trên chính trang Facebook của anh đã được hơn 130.000 lượt like và hơn 5.000 lượt chia sẻ tính tới ngày 8 tháng 10. Nhiều người Việt vào bình luận kiểu Việt Nam vô địch trong khi các đồng hương của Beckham thì chút sự bực bội vì cựu danh thủ này vừa thuê luật sư chuyên tìm cách lách luật, cãi cho anh thoát tội đi quá tốc độ. Beckham đã bị máy chụp ảnh tự động ghi lại cảnh trước Bentley anh lái phóng với tốc độ 59 dặm gần 95 km h Trên đoạn đường chỉ cho phép đi với tốc độ 40 dặm hơn 64 km h hồi đầu năm. Hồi đầu năm nay, Beckham thử nhận đi quá tốc độ cho phép nhưng thuê luật sư cãi rằng giấy thông báo về chuyện anh phạm luật tới quá muộn nên không còn hợp lệ. May mà anh không ở Việt Nam Chứ nếu không anh đã phải vào quán nước đưa tiền hối lộ Hoặc nếu có ra tòa thì cũng không thể cãi theo kiểu Phát hiện muộn quá nên không phạt được tôi như thế Ngoài chuyện dựa vào hình ảnh và ảnh hưởng của Beckham ở Việt Nam và nước ngoài Hãng PFPR có lẽ cũng đã góp phần khiến ngôi sao mới xuất hiện trên một số tờ báo Anh Trang Telegraph có bài với tựa Cam giới thiệu salon và SUV mới của VinFast tại Paris Motor Show với bài báo khá dài và tích cực nhắc tới khoản đầu tư 3,5 tỷ đô la mà ông Vượng cam kết sẽ bỏ ra để làm xe hơi và cũng viết trước LAC A2.0 sedan và LAC SA2.0 SUV được mô tả là có thiết kế của Ý, công nghệ của châu Âu và tinh thần của Việt Nam. Bài báo cũng nhắc tới chuyện mẫu thiết kế được chọn sau khi tham khảo ý kiến của hơn 62.000 người ở Việt Nam và kết quả là sự hào nhoáng, hiện đại và rõ ràng là hợp lòng người. Sự ra mắt hai mẫu xe của VinFast cũng xuất hiện trên trang chuyên về xe hơi ở Anh như Auto Express, Auto Trader. Bên cạnh các báo cải lương hay lá cải như Daily Mail, Daily Mirror và The Sun. Cả ba tờ báo sau cùng này đều nhắc tới chuyện Beckham vừa thoát khỏi bị truy tố tội đi quá tốc độ cho phép tới 30 km h nhờ tài của luật sư chuyên tìm kẽ hở của pháp luật. Nhưng không phải là không có báo hoài nghi về kế hoạch sản xuất xe của một công ty mà kinh nghiệm trong lĩnh vực này là bằng không. Tôi viết Constantine Bergander trên trang Moto Talk của Đức viết rằng người ta đã không cho anh mở nắp capo và nắp cốp sau để xem chi tiết chiếc xe ở Paris Moto Show. Anh cũng nhận thấy cửa sổ trước và sau của xe được làm bằng nhựa chứ không phải bằng kính. Nội thất rẻ tiền hơn so với BMW xịn và vỏ xe cũng không khít như xe hoàn chỉnh. Tác giả cũng viết về các xe của VinFast sẽ còn phải cải tiến nhiều về tiêu chuẩn khí thải nếu muốn chinh phục thị trường châu âu mà ông nói không rõ số tiền anh vượng kiếm được từ lúc làm mì ăn liền tới kinh doanh bất động sản về sau này có đủ để làm điều này hay không bài viết của tác giả nguyễn hùng trang voa